Thời gian gần đây, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh nhận được phản ánh của người dân về việc một số đối tượng gọi điện thoại yêu cầu cập nhật căn cước công dân, địa chỉ email và ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số bằng đường liên kết do sai thông tin, đồng thời yêu cầu người dân kết bạn Zalo trên điện thoại để hướng dẫn điều chỉnh. Cụ thể, đối tượng gọi điện thoại và tự giới thiệu là đang công tác tại Bảo hiểm xã hội huyện trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh và yêu cầu người dân cập nhật căn cước công dân vào ứng dụng bằng cách vào liên kết lạ có đuôi .govvn.com trên thiết bị điện thoại di động và yêu cầu làm theo hướng dẫn. Tại đây, màn hình hiển thị giao diện giống với ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sau đó, đối tượng yêu cầu kết bạn Zalo, nhập số điện thoại và mật khẩu bất kỳ. Sau khi xác nhận, toàn bộ số tiền trong tài khoản của người dân bị đánh cắp. Trước tình hình trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh xác nhận hiện tại, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh không có chủ trương điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người lao động cập nhật thông tin trên ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh thông báo đến người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, không kết bạn Zalo, không bấm vào các đường link lạ hay cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, nhận diện khuôn mặt cho người lạ để tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo. Khi phát hiện các dấu hiệu hành vi nêu trên, người dân nên trình báo sự việc với cơ quan công an hoặc gọi đến đường dây nóng Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh qua số điện thoại 0276 3828 333.